Hello, xin chào cô bác anh chị em nhé. Em quay cho cô bác chị em tham khảo động cơ Isuzu 3 máy nha. Em này là E3CD. E3CD này là 1.493. Đấy. Đấy. Con này thì mới vệ sinh xong, quay cho có chị em xem mà thấy hài lòng thì mua ủng hộ ha. Này nhìn cái bánh đà này. Nó có chưa đề được nhiêu chứ nghe quá chị em, nó còn đứng cạnh luôn. Mà con này thì nó để ngoài sương ngoài gió hơi nhiều, cho nên phần nắp lên nó sơn nắp lát thì nó bị chóc nó sơn. Con này thì có chục bô quá anh chị em. Tình trạng thì khá đẹp nha. Cục sạc này thì nó bể cái mấy cái lưới này chút xíu, nhưng mà vẫn còn hoạt động bình thường ha, không ảnh hưởng gì đến dây đồng. Cái bác CD này lòng 87 ly quá anh chị em. Lồng rất là lớn ha, ba máy lồng 87 rất là lớn luôn, nó cho ra công suất tới 30 mấy ngựa quá nha. Dòng tôi em này đâu đó cũng trên 3.000 nha. Đấy. Giá cũng có mười mấy triệu, dễ xài. Đề máy cho các bác chị em nghe tiếng máy nha. Đấy. Ở đây thì em có chế nước vô rồi, mình em đề máy rất là cẩn thận các bác chị em, nước nôi đều có đầy đủ ha. Máy nổ là các em thì máy thì bán em bao cam kết của anh chị em là ở tầng đa không đủ hơi đúng mang cái đĩa nha. Đấy, của anh chị em có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ cái động cơ này. Lại của anh chị em video tiếp theo nhé.